Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Con đường tơ lụa nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Theo Dòng Lịch Sử cùng các bạn khám phá về con đường tơ lụa nổi tiếng trong lịch sử thế giới qua video hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về con đường mang theo nhiều điều vĩ đại và chứa đựng đầy sự thú vị mà con người thời xưa đã tạo ra. Con đường tơ lụa là một tuyến đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài của lịch sử. Nhờ có con đường tơ lụa, những vùng đất, nền văn hóa mới được tìm ra và là động lực cho sự phát triển của cả châu Á, châu Âu trên nhiều lĩnh vực. Một, từ một con đường vĩ đại đến những món hàng giá trị và kỳ lạ. Con đường tơ lụa bắt đầu được hình thành từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, khi ấy Trương Kiên, một triều thần của Hán Vũ Đế, đã nhận lệnh đi về phía Tây để liên minh với những quốc gia và dân tộc mới. Cuộc hành trình của Trương Kiên không mang lại thêm mối quan hệ nào cho nhà Hán, nhưng giúp ông có thêm nhiều kiến thức về nền văn hóa phương Tây, tuyến đường mới và đặt nền móng cho con đường tơ lụa. Trong lịch sử, người Trung Hoa mang vải lụa gấm vóc đến Ba Tư và La Mã, đồng thời những doanh nhân các vùng khác cũng tìm đường đến với Trung Hoa. Từ đây, con đường tơ lụa phát triển với tốc độ chóng mặt, bắt nguồn từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh của Trung Quốc qua Mông Cổ, Ấn Độ, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Từ thế kỷ thứ 7, con đường tơ lụa trên biển ra đời bởi các thương gia Ả Rập. Sau đó, các quốc gia như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan lần lượt kéo đến Trung Quốc buôn bán qua đường biển với tốc độ nhanh, an toàn hơn. Gọi là con đường tơ lụa vì mặt hàng buôn bán chính và đầu tiên trên con đường huyền thoại chính là tơ lụa. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Trung Quốc đã tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa sớm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tơ lụa thời đó chỉ dành riêng cho vua chúa và hàng quý tộc ở Trung Quốc. Kể từ khi có con đường tơ lụa, các thương gia Trung Quốc quyết định đem sản phẩm này tới phương Tây. Những bậc đế vương hay nhà quý tộc của La Mã rất thích lụa Trung Hoa. Họ mong muốn sở hữu thứ hàng này đến mức sẵn sàng đổi chỗ lụa đó bằng vàng với cân nặng tương đương. Nhận thấy lợi nhuận khổng lồ từ thị trường mới, các thương gia Trung Quốc tăng cường vận chuyển hàng hóa tới La Mã, Ai Cập, đồng thời người dân phương Tây cũng lên đường tới Trung Quốc để buôn bán và truyền bá tôn giáo. Sau một thời gian, số lượng hàng hóa trên con đường tơ lụa ngày một đa dạng, từ đá quý, các loại gia vị, khoáng sản, thuốc hay các loài động vật. Ngược lại, ngựa Ba Tư cũng trở thành món hàng giá trị và đắt đỏ mà các lái buôn thời bấy giờ trao đổi trên con đường tơ lụa. Không chỉ các loài động vật, nô lệ cũng bị buôn bán dọc theo con đường tơ lụa. Họ hầu hết là những người dân thường vô tội bị bắt trong các cuộc chiến tranh, tội phạm hay nợ một món tiền lớn mà không thể trả. 2. Con đường tơ lụa là động lực phát triển của nền văn minh nhân loại. Không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thương, con đường tơ lụa còn tạo nên động lực để thúc đẩy khoa học phát triển trong thời kỳ này. Những cuộc buôn bán thám hiểm giúp con người có cái nhìn mới về tự nhiên, địa lý, chính trị. Thông qua con đường này, văn hóa các nước cùng nhiều tôn giáo được giao thoa khắp nơi. Ở các thành phố lớn trên con đường tơ lụa như Samarkand, ngoài kinh tế thì tôn giáo cũng là vấn đề rất đáng tự hào. Rất nhiều nhà thờ, giáo đường Kitô giáo, Do Thái giáo hay chùa chiền đều được dựng lên ở khắp nơi. Mọi tôn giáo đều được chấp nhận và tôn trọng trên con đường tơ lụa. Chính quan điểm thể hiện sự tiến bộ, tạo tiền đề cho các nền văn minh phát triển. Con đường tơ lụa cũng là nơi để nhiều nhà thám hiểm viết nên tên tuổi của mình, điển hình nhất là Marco Polo 1254-1324. Ông là một người Ý sống vào thế kỷ thứ 14 và đã sử dụng con đường tơ lụa để khám phá nhiều vùng đất mới ở Trung Quốc. Polo thậm chí còn được vua Hốt Tất Liệt phong một chức quan. Khi trở về lại châu Âu, ông đem theo nhiều kiến thức cùng sản vật của Trung Hoa. Tương truyền rằng, món mì Ý chính là mì của Trung Quốc được Polo đem về Ý qua con đường tơ lụa. Sau này, ông viết lại trong cuốn hành trình thú vị của mình trong cuốn sách Marco Polo Du Ký và trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại của toàn nhân loại. 3. Sự suy tàn của con đường vĩ đại. Các cuộc chiến tranh liên miên cùng nạn đạo tặc cướp phá khiến cho những đoàn người buôn bán luôn gặp nguy hiểm, con đường tơ lụa vĩ đại dần suy thoái. Tuy nhiên, sau khi đế chế đế quốc Nguyên Mông mở rộng bờ cõi ra khắp châu Á và châu Âu, công việc buôn bán nơi đây thịnh vượng trở lại. Nhưng chính con đường này vô tình lại phát tán dịch bệnh cái chết đen ra khắp châu Âu và vùng Trung Á trong năm 1348-1350. Căn bệnh này đã giết hại gần 60% dân số của châu Âu và tác động không nhỏ tới hoạt động của con đường tơ lụa. Cuối cùng,
con đường tơ lụa vĩ đại cũng đã tan rã vào thập niên 1400 bằng hàng loạt sự kiện đáng buồn. Tại Trung Quốc, nhà Minh lên nắm quyền đã khống chế con đường tơ lụa. Việc bắt nộp thuế cao đã khiến nhiều thương gia phải tìm đến con đường vận chuyển khác. Sự phát triển của đế chế Ottoman khiến cho tuyến đường nối phương Tây với phương Đông bị chặn đứng. Con đường tơ lụa từ đây chìm vào dĩ vãng và những hào quang của nó cũng tiêu tan, để lại nhiều thành phố cổ heo hút. 4. Con đường tơ lụa là hành trình nguy hiểm. Giao thương trên con đường tơ lụa dần phát triển, kéo theo tình trạng cướp bóc dọc đường đi trở nên phổ biến. Ngoài ra, địa hình khắc nghiệt, tình trạng thiếu nước uống cũng là cơn ác mộng với người đi buôn. Nhiều người đi qua hoang mạc muối Lop Nu từng bỏ mạng vì không mang đủ nước uống. Để tự bảo vệ mình khỏi những toán cướp dọc đường, người buôn bán thường đi thành nhóm hoặc ghép với các lữ đoàn hành khách. Ban đầu, con đường tơ lụa chỉ là những con đường tồi tàn, không có chỗ nghỉ chân. Dần dần, những quán trọ lớn mọc lên dọc nơi thương đoàn đi qua. Theo Nasser, quán trọ này được gọi là Caravanserai. Chữ Caravan trong ngôn ngữ Ba Tư có nghĩa là thương nhân hoặc người hành hương. Ngoài ra, các trạm buôn bán dọc đường và người buôn bán trung gian cũng dần xuất hiện, phục vụ cho nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa ở thời kỳ này. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.